Lô lô lô, xin kính chào tất cả anh em quay trở lại với clip tiếp tục của mình. Thì để đáp ứng cái nhu cầu cũng như là cái nguyện vọng của tất cả anh em vào chương kỳ 2, thì hôm nay mình lại xin giới thiệu cho anh em cái bản test thuộc dạng người ta gọi là không phải 2008, mà thực ra thì nó nằm giữa cái giai đoạn 2008 và 2012. Và thì anh em thấy là cái bản F3 thì nó khá là giống 2008, nhưng bởi vì ở đây thì nó có đồ thiên chi viêm đế này, đồ cửu châu, thì có thể bản này nó rơi vào khoảng 2010-12. Thì dành cho những anh em thích server test đúng không ạ? Anh em không thích chơi open thì chúng ta chuyển qua server test. Thì cái link của cái bản này thì mình để phần dưới mô tả cũng như comment. Bản này là bản võ lâm 2thientuyệt.net, về là 2thientuyệt.net. Vâng, thì anh em có thể tải về và trải nghiệm, test thì hoàn toàn free. Thì ok, anh em có thể thấy trên màn hình Thiếu Đông Quyền đeo trang bị đó thiên chi viêm đế đúng không ạ? Ok, thì ngày hôm nay mình xin review test thử cái trang bị của cái bản này cho anh em xem. Thì anh em đăng ký cái tài khoản và thử trải nghiệm luôn. Ok, thì ở đây anh em sẽ được hỗ trợ đó là thẻ, đó là tân thủ mật lệnh. Và sau khi mà anh em gia nhập phái thì anh em có thể là gia nhập trong ngày hôm nay thì bao nhiêu hệ phái nhỉ, để mình test xem. Anh em gia nhập đó là 9 hệ phái nhỉ. Ở đây bản này thì có thêm đó là Thúy Yên Vũ Tiên và Côn Luân Thiên Sư. Côn Luân Thiên Sư, vậy là tổng là 9 hệ phái. Còn nếu mà cái bản mà 2008 mà ngày xưa thì nó rơi vào chỉ là 7 hệ phái thôi. Thì anh em thấy bản này là sẽ có cho anh em đó là tàng kiếm kim ấn, rồi đồ tàng kiếm, đồ thiên chi viêm đế, mấy cái đồ trang bị ngày xưa, gọi là huyền thoại ngày xưa. Đấy, thì ok, anh em đừng quên bỏ một like ra để ủng hộ mình, vì luôn giới thiệu cho anh em những cái bản test hay nhất. Ok, thì ở đây thì anh em sẽ được, sau khi mà gia nhập phái anh em sẽ được hỗ trợ tân thủ mật lệnh, và anh em có thể là sử dụng để nhận xu này, nhận vàng này, nhận điểm này. Thì ok, đây mình sẽ nhận điểm trước đi, để mình nhận quân hàm này. Những điểm đây thì mình sẽ nhận đó là điểm nhận công trạng này. Thì mình sẽ nhận là đổi phe, đầu tiên anh em phải sử dụng đó là đổi phe phái Tống hoặc Liêu. Ở đây thì mình sẽ nhận là Chiến Thần Hoàn. Chiến Thần Hoàn thì mình sẽ nhận đó là phe Liêu đi. Phe Liêu đi. Thì mình sẽ, rồi sau khi mình gia nhập thì mình sẽ được 50k công trạng ạ, Liêu đô thống. Ok, thì sau khi mà mình nhận xong thì đây, nhận điểm này, tiếp tục nhận điểm này, nhận công trạng này. Sau đó mình nhận trực tiếp lên xoáy anh em nhá. Nhấn xoáy thì ở đây anh em có nguyên xoáy và nhận 1.500.000 công trạng ạ. 1.500.000 công trạng có xoáy luôn. Tiếp tục này, mình nhận mình sẽ review tất cả cái tính năng cái trong cái bản này. Nhận thú cưỡi đi nhá. Thú cưỡi đây thì chưa có là chiến tượng, mình sẽ nhận bằng cách như thế này. Anh em nhận thêm cái đây, nhận điểm này, anh em nhận công trạng này, nhận công trạng này. À không, điểm tích lũy tới từ từ anh em nhá. Tôi sẽ review từng phần đi, đỡ lộn xộn đúng không ạ? Nhận vũ khí chưa giám định, cái này chưa có à? Bởi vì chắc là hệ phái Thuyền Vũ Tiên chưa có. Chưa có vũ khí chưa giám định. Ở đây có nhận xu này. Anh em nhận vật phẩm xu đúng không ạ? Nhận vật phẩm xu. Anh em nhìn thấy nó không có tiền xu đúng không? Nhưng anh em nhận vật phẩm xu thì cũng thay thế bằng tiền xu luôn. Sau đó là anh em click chuột phải vào vật phẩm xu, anh em có thể mua các cái đồ trong ngữ các đây. Tái hoa phường, tình duyên, rồi các thường lạc viên này. Đấy là mua đồ trong ngữ các. Tiếp tục này. Anh em sẽ nhận điểm là trang bị đúng không ạ? Trang bị ở đây thì có 4 loại trang bị cho anh em, đó là tinh khắc này, tinh khắc vừa, tinh khắc full theo các loại, ví dụ như là tinh khắc đi theo công kích, đi theo đêm, hoặc tinh khắc đi theo sát thương. Anh em có thể chọn các cái loại khác nhau. Vũ ngọc tinh khắc này. Tiếp tục là anh em có thể nhận trang bị thứ hai là trang bị tàng kiếm ạ. Tàng kiếm đây cộng 7 cho anh em rồi. Tàng kiếm khá là ngon, hình như là full off thì phải đúng không ạ? Ở đây có tàng kiếm kim ấn. À chưa full off. Tiếp tục này, trang bị này, tàng kiếm này, anh em nhận lấy cái quả tàng kiếm kim ấn 5 sao mà giảm tổn thương là 15% đi ạ, cho nó chất lượng đúng không ạ? Đây ok, mình sẽ lấy cái vũ khí quạt tinh khác đi. Rồi anh em nhìn thấy đẹp trai chưa? Rồi ở đây tiếp tục này, nhận trang bị thứ ba là viêm đế ạ. Vâng, thì cái đầu viêm đế ở đây thì anh em nhớ nhá, đồ viêm đế ở đây thì nó không phải là thiên chi viêm đế mà là chỉ là viêm đế thôi. Thì bắt buộc anh em phải nâng cấp. Đây, tôi vừa thấy ông nào cũng có thiên chi viêm đế ở đây nhỉ. Đây, thiên chi viêm đế đây đúng không ạ? Anh em phải qua thằng thợ rèn lưu để nâng cấp thiên chi viêm đế. Ok, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nâng cấp thiên chi viêm đế. Cứ review hết đã rồi tính sau đúng không ạ? Sư môn 4 này, sư môn 4 anh em đổi bằng cổ linh thạch. Cổ linh thạch thì chắc là nhận thôi. Nhận thôi đúng không ạ? Sư môn 4 thì hiệu quả thương dược. Vật phẩm đây, à đúng rồi, đây thì có cổ linh ngọc này, cổ linh thạch đây, anh em có thể sử dụng đây. Đấy, anh em đổi lấy cái ấy đó, đổi lấy cái đồ sư môn 4 ạ. Nếu anh em thích chơi cái đồ sư môn 4. Tiếp tục nhận vật phẩm nhá. Vật phẩm chúng ta có bao mảnh thiên thạch đây, thiên thạch linh thạch này. Đây là đồ để anh em cộng đồ này.
Định Hồn này, Táng Kiếm Thần Thạch đấy anh em, chắc là úp Thiên Chi Táng Kiếm không ạ? Thiên Chi Táng Kiếm rồi xem nào. Thiên Chi Táng Kiếm đúng rồi. Thiên Chi Táng Kiếm anh em nhá, úp Thiên Chi Táng Kiếm. Vâng, để tôi đi úp cho anh em xem một cái món cho anh em xem này. Đây anh em úp luôn được mà. Rồi Thiên Chi Táng Kiếm xong, xong một cục ạ. Tổng thương 14%. Vâng, anh em tự úp luôn. Rất là đơn giản nha, rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Tiếp tục này, anh em có thể nhận mất tích này, ngũ hành này, một phái 45 này, 70 này, đúng không ạ? Đấy, khá là ok đúng không ạ? Nhập mật tịch 70 thì anh em nhận được đây là mật tịch đến xui chứ không phải mật tịch siêu cấp nhá. Mật tịch ở đây là X11. Anh em nhận quyền là X11 vào một luyện thôi, trải nghiệm thử thôi mà. Nhận yếu quyết nhá, yếu quyết full loại yếu quyết cho anh em xem luôn. À cho anh em luôn. Đợi tí mình thanh cái túi đã. Nhận vàng thì mỗi lần anh em nhận được 5000 vàng không không reset hay cái gì cả, mà là anh em sẽ nhận được kiểu cộng dồn đi, cộng dồn 13k vàng luôn. Nhận danh hiệu anh em đây trực tiếp phá quân này, chiến cuồng Ưng Dương Du Hiệp, Võ Lâm Hào Kiệt, anh em có thể là nhận full các loại danh hiệu luôn. Thủ cửa đây thì mình vừa giới thiệu đúng không ạ, tủ ngoại trang đấy. Thì bây giờ nhá, bây giờ thì tôi sẽ tiến hành hướng dẫn anh em, mà nếu anh em chia sẻ về server test này thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đó là nâng cấp trang bị Thiên Chi Táng Kiếm. Tôi vừa hướng dẫn được đúng không ạ? Nhận vật phẩm đây, anh em vào nhận vật phẩm đúng không ạ? Rồi anh em nhận Táng Kiếm Thần Thạch đúng không ạ? Mỗi lần nhận được 10 cái Táng Kiếm Thần Thạch đúng không ạ? Rồi Táng Kiếm Thần Thạch tiếp tục này, anh em tiếp vào gặp thằng học trò Thợ Rèn Lưu, anh em có thể là nhận đây thì anh em nâng cấp này, cửa hàng Táng Kiếm Thần Thạch. À rồi ok, tôi sẽ hướng dẫn luôn anh em. Từ nhà anh em, nhưng mà trước đó anh em phải nhận cái điểm đã, nhận điểm tử quang đã. Phải nhận nhiều điểm tử quang vào. Đấy. Danh vọng sư môn thì anh em nhận mỗi lần được 20.000. Tử quang này. Rồi, anh em nhận dùng mình cái này này, anh em nâng cấp này. Đầu tiên này, anh em có thể ví dụ tôi nâng cấp Thiên Chi Viêm Đế nhá. Đây, thì anh em phải yêu cầu là có tử quang thần thạch đúng không? Muốn có tử quang thần thạch thì anh em làm cách nào? Thì đầu tiên anh phải có trang bị là Viêm Đế Khôi, thì cái này anh em nhận ở trang bị rồi, tôi vừa nói xong đúng không ạ? Thứ hai là anh em vào trong học trò Thợ Rèn Lưu, cửa hàng tử quang thần thạch này, thì anh em yêu cầu là 3.000 điểm tử quang sẽ đổi được một cái tử quang thần thạch đúng không ạ? Tôi sẽ đổi này, anh em nhấp đúp chuột vào nhá, đúp chuột vào sẽ đổi được 3 rồi, ok 4 cái này, 5 này, 6 đúng không ạ? Rồi tôi sẽ test thử mà một cái tử quang thần thạch này. À Thiên Chi Viêm Đế này, úp cần 6 cái mà. Rồi tôi sẽ úp cái nón đi nhá. Tăng chiều 20%, Thiên Chi Viêm Đế giảm võ thương 15%, kháng tất cả 60. Cái đội Thiên Chi Viêm Đế thì anh em thấy là vừa có đêm vừa có thủ, khá là ok. Rồi. Được rồi, tôi đã úp được cái nón lên cộng 7 rồi anh em. Nón lên cộng 7 nha, Thiên Chi Viêm Đế này. Đấy, anh em nhìn thấy Thiên Chi Viêm Đế chưa ạ? Cái này anh em úp 3 món luôn nhá. Úp 3 món luôn cũng được ạ. 3 món thì để cho nó kích được cái dòng đó là giảm thọ thương 15% kháng tất cả 60. Đấy thì anh em sẽ là úp tất cả 3 món lên thì nó sẽ kích được mấy cái dòng ẩn đó. Đấy, tôi sẽ úp một set luôn anh nhá. Úp một set để click dòng ẩn cho anh em xem. Ngày xưa mà cái thời ngày xưa mà anh em chơi cái thời ngày xưa mà khi mà nó có cái đồ Thiên Chi Viêm Đế là rất là ngon rồi. Bởi vì tại sao? Thiên Chi Viêm Đế ngày xưa là bá chùm cả một server rồi đó. Thiên Chi Viêm Đế thậm chí nó ngon hơn Thiên Chi Táng Kiếm anh em nhá. Rồi, đủ chưa ạ? Rồi, hình như là nhận tôi sẽ Thiên Chi Viêm Đế này. Rồi, close cái quần nhá. Rồi, xong rồi đúng không ạ? Xong rồi, đây Thiên Chi. Anh em thấy là nó sẽ kích được dòng giảm thổ thương 15% này. Tiếp tục này, cái áo này này, kháng tất cả 60 đúng không ạ? Thì anh em thấy nhá. Anh em thấy là kích được dòng giảm thổ thương 15% cộng Táng Kiếm Khi Bắn mà 15% nữa là 45%, vậy là giảm thọ thương 45%. Anh em có thể chơi các hệ phái như bọn Thiếu Lâm Quyền hay gì đó thì đi theo thế này khá là châu bò, rất là châu bò nhá. Đấy, ok. Thì xong nâng cấp Thiên Chi Viêm Đế này, Thiên Chi Táng Kiếm chúng ta có cái gì? Táng Kiếm Thần Thạch, cái này thì đơn giản rồi đúng không ạ? Cái này thì anh em hoàn toàn biết cách nâng cấp rồi, mình vừa giới thiệu rồi. Thiên Nghĩa, vâng, xét Thiên Nghĩa quá là huyền thoại. Rồi thì đây thì anh em nhìn thấy là đầu tiên anh em phải có đồ, tiếp tục hướng dẫn anh em cách nâng cấp lên đồ Thiên Nghĩa đúng không? Thiên Nghĩa anh em phải có tính khác thôi, trang bị này, tính khác này. Tiếp tục này, tôi sẽ nhận vật phẩm đúng không ạ? Nhận vật phẩm. Đây có đồng tiền vàng Định Hồn này, tôi đang muốn nhận cái đó là nhận cái
thiên nghĩa tinh thiết này. Đấy, tôi phải nhận cái thiên nghĩa tinh thiết nhá. Làm sao để nhận được thì anh em mà vui lòng là anh em kéo xuống dùng mình một tí á. Thiên cang lệnh tử quan thần thạch. À, cái này hỗ trợ anh em cả tử quan thần thạch rồi, anh em không cần đổi đâu. À, lại là tôi không có kéo xuống không chơi rõ. Anh em kéo xuống là có đầy đủ nhá, hỗ trợ anh em đầy đủ rồi. Thiên nghĩa tinh thiết này, tử quan thần thạch đúng không ạ? Ngũ hành huyền thiết này. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nâng cấp thiên nghĩa nhá. Vật phẩm này. Ngũ hành này. Đấy, rồi mỗi lần anh em nhận được 5 cái luôn. Tôi sẽ nâng cấp thiên nghĩa này. Tôi sẽ Thủy Yên Vũ Tiên ý, thì anh em chọn là đi theo tôi sẽ chọn đi theo là gì đây? Công kích anh em nhá, không đi theo sát thương. Tôi chọn đi theo công kích ạ. 480 thiên nghĩa tinh thiết cộng với 3 tử quan thần thạch và một cái áo đó là tinh khắc đúng không ạ? Rồi tôi sẽ nâng cấp nhá. Áo công kích nhá, tôi chọn công kích này. Cái này phải mang trên người đúng không ạ? Mang trên người đi. Anh em phải chọn đúng nhá. Ví dụ anh em mà áo mà anh em chọn áo công kích thì anh em vui lòng anh em phải phải chọn cái áo tinh khắc là tinh khắc công kích đúng không ạ? Để thử nhá. À, tôi thử luôn cả áo sát thương đi xem có nâng cấp được không nào. Không lại đúng rồi, anh em phải chọn áo công kích anh em ạ. Rồi, ok. Rồi, ok, xong một món này. Anh em có thể nâng cấp xong cái áo thiên nghĩa này. Rồi tôi đeo kiểu hơi lệch cỡm luôn anh em. Là kết hợp thiên nghĩa với thiên chi viêm đế. Thật ra thì anh em đeo full thiên chi viêm đế sẽ khỏe hơn. Rồi, tiếp tục này. Xong ấy rồi đúng không? Lên thiên nghĩa xong rồi đúng không? Đấy, full cho anh em thiên nghĩa này từ đầu đến đít luôn này. Đấy, đầy đủ nguyên liệu rồi. Còn ngũ hành huyền thiết thì anh em nhận được vật phẩm cũng có rồi đúng không ạ? Vật phẩm đây là ngũ hành huyền thiết đây này. Vâng, anh em nhận 999 cái luôn. Hỗ trợ anh em đầy đủ luôn rồi. Cuối cùng là nâng cấp trang bị Long Đằng Cửu Châu ạ. Thì anh em lại tiếp tục úp từ trang bị đó thiên nghĩa. Thiên nghĩa rồi tiếp tục lại lên một đời mới, chúng ta lên đời mới nào. Ở đây thì mình hiện tại mình đang mặc thiên nghĩa rồi đúng không ạ? Thiên nghĩa rồi. Công kích 12%, sinh lực 10% và kháng tất cả 12. Mình tiếp tục úp lên từ Long Đằng công kích, nhưng mà yêu cầu phải có thiên cang lệnh đúng không ạ? Thiên cang lệnh thì chúng ta kiếm ở đâu? Chúng ta kiếm ở đây. Anh em nhận vật phẩm này. Thiên cang lệnh anh em kéo xuống cuối này. Đấy, thì mỗi lần nhận được 10 cái nhá, 10 cái. Long Đằng này, tôi sẽ úp Long Đằng này. Đấy. Tôi úp này. À, không đủ ngân lượng đúng không? Không đủ ngân lượng thì mình nhận vàng thôi. Nhà vàng sản xuất mà. Đúng không ạ? Rồi, ok, mỗi lần nhận 5.000 vàng cơ mà. Lò cái gì đúng không anh nhá? Click đúp chuột là xong này. Đấy, thì tôi cái là áo Long Đằng của tôi đâu rồi? What the fuck? Từ nhá. Công kích. À, độ cường hóa không đủ cộng 10 à? Ôi vãi luôn. Thế tiếp tục tôi phải đập đồ thôi anh em ơi. Nhận vật phẩm này. Định hồn này, đúng không ạ? Ui, nhận một phát nhận 5 cục định hồn luôn. Tiếp tục này. Thôi định hồn thế thôi là đủ rồi. Và tôi sẽ gặp thằng thằng thợ rèn lưu và một trong những thằng có thể nói là ăn tiền nhiều nhất của anh em Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Tôi sẽ đập lên cộng 10, phải đập lên cộng 10 mới nâng cấp được anh em ạ. Anh em nhìn thế này này. Độ cường hóa không trang bị không đủ cộng 10 này. Sau đó anh em đập thường lên cộng 10, anh em không cần ép đại định hồn đâu. Đúng không ạ? À, tiếp tục lại thiếu thiên thạch linh thạch à. Lại nhận thôi, đúng không ạ? Hỗ trợ anh em đầy đủ mà. Thiên thạch tinh thạch này, cái đéo gì xong nhiệm mỗi lần có được 5 cục thế này. Vật phẩm này. Bao thiên thạch cái này, thiên thạch này. Vật phẩm này. Mạch thiên thạch à? Và mỗi lần nhận được 55 cái. 55 cái thiên thạch linh thạch. Rồi 10 cái mới đập lên được cộng 10 không nữa. Thử nhá, thử anh em. Rồi. Lên cộng 8 rồi ạ. Nghe vẻ là đơn giản đúng không ạ? Nghe vẻ chắc là đơn giản thôi. Rồi về cộng 7. À, có tỷ lệ xịt. Anh em dùng cheat engine đi, đập cho nó nhanh. Anh em dùng cheat engine đập cho nó nhanh. Bình rất ngon 58 mà không lên được. Lại về cộng 7. Vâng. Vâng, cuối cùng thì tôi đã úp lên cộng 10 rồi anh em. Cộng 10 rồi. 3 phát liền úp lên được cộng 10. Và thì
Công việc tiếp theo là tôi sẽ úp cái áo. Anh em dùng chip đập cho nó nhanh đúng không ạ? Rồi ok, tôi sẽ úp cái áo long đằng anh em nhá. Rồi tí nữa sẽ so sánh áo long đằng với áo thiên chi viêm đế thì cái nào ngon hơn đúng không ạ? Chúng ta úp áo ấy nào. Rồi xong áo long đằng rồi. Vâng, áo long đằng một phát lên cộng 10 luôn, giữ nguyên độ cường hóa cho anh em. Thì đây. Nó xem áo đéo ngon bằng áo ấy rồi, thiên chi viêm đế rồi. Không, anh em nên đeo full set thiên chi viêm đế nhá. Đấy, thì tại sao lại không ngon bằng? Thì anh em thấy là công kích đêm bé hơn 6% này. Công kích bé hơn 6% này. Sinh lực kém hơn sinh lực của thiên chi viêm đế thì kém hơn 2%, nhưng mà thiên chi viêm đế thì lại có nội ngoại phòng tăng 100. Tiếp tục này, có kháng tất cả 15 nhưng mà thiên chi viêm đế là kháng tất cả 60 cơ, nếu anh em kích được cả dòng ẩm. Đấy, mới cả lại còn có giảm thọ thương nữa. Thì theo tôi thì anh em đeo full thiên chi viêm đế cũng được. Hoặc là anh em cũng có thể là sử dụng cái này đi cũng được này. Hoặc là anh em có thể sử dụng là đeo của nón với cả áo thiên chi viêm đế, còn quần anh em lấy long đằng cũng được để anh em lấy cái giảm thọ thương giảm thọ thương 15% đúng không ạ? Để tôi xem nào. Đúng rồi, lấy giảm thọ thương 15%. Vậy tổng lên là tôi xem là 15-30, nó rơi vào tầm khoảng 60% giảm thọ thương. Đấy, anh em đeo cái kiểu như vậy. Nón với cả áo là thiên chi viêm đế, quần long đằng, cặp nhẫn thiên chi tàng kiếm kim ấn. Vâng. Cái vũ khí thì anh em lấy cái gì cũng được, mà vũ khí thì anh em có thể lấy là tinh khắc úp lên thiên nghĩa. Thiên nghĩa nhỉ, thiên nghĩa. Mật tịch anh ngồi luyện tí là xong. Vâng. Tôi thử luyện nhanh cuốn mật tịch nào. Đấy. Luyện nhanh nhanh thôi nha. Còn luyện chậm rãi thì dùng đại nhân sâm. Dùng đại nhân sâm anh em lại nhận xu thôi, nhận xu này. Kích chuột phải này, cửu huyền này, mua đại nhân sâm tu chân luyện. Ok, thì có lẽ là clip của tôi xin dừng lại tại đây. Và anh em nào muốn trải nghiệm bản test này thì anh em có thể xuống dưới phần mô tả và chúng ta cùng trải nghiệm tải thử về, trải nghiệm thử xem như thế nào, bởi vì hoàn toàn nó free thì nó cũng không có cái vấn đề gì cả đúng không ạ? Anh em có thể vào trải nghiệm rồi BK. Bản này thì cái rơi vào cái tầm khoảng nó không phải có skin xà cái gì cả và cũng không có chuyển sinh. Đấy, anh em vào cộng điểm tiềm năng cũng không có kinh mạch. Đấy, anh em vào triển ngay thôi, sút nhau cho nó sướng cộng đồ. Rồi, hẹn anh em các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người và hẹn anh em tối nay sẽ chúng ta lại tiếp tục livestream phiên bản Hào Kiệt đúng không ạ? Tối nay nhá, hẹn anh em tối nay.